Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả anh em, và lại là tôi, Phong Cận đẹp trai của anh em đây. Và một buổi sáng yên bình thì bỗng nhiên mình và Sammy phát hiện hai bọn mình đã bị hóa thành tí hon như một món đồ chơi trong một căn phòng siêu to khổng lồ với đầy ắp những con quái vật. Con chuột mập cứ như là con heo vậy, và bọn nó có thể ăn thịt bọn mình bất cứ lúc nào. Có quá nhiều những sự nguy hiểm ở đây, nên mình và Sammy sẽ phải tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi căn phòng khổng lồ này. Liệu mình và Sammy có trốn thoát được hay không thì hãy xem hết video là biết nha. À mà quên, trước khi vào video này, các bạn hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình để có thể đón xem những video mới nhất từ mình nha. Còn bây giờ thì vào video hay nào, let's go. Oh my god, Sammy ơi, chúng ta đang ở đâu thế này? Trời ơi, chỗ này là chỗ nào vậy? Ôi, nhìn lạ quá luôn, phải nhà mình đúng không? Trời ơi, mấy bạn ơi, hiện tại là mình và Sammy đang bị nhốt ở đâu thế này? Sammy, bà biết chỗ này chỗ nào không? Nhìn con quen ha, tự nhiên có cái xe đồ chơi nè, có búp bê, con chó, có bông nè. Đây có khi nào là trong cái nhà đồ chơi không? Tôi thấy cái chỗ này cũng giống như là một cái căn phòng rồi, là có rất nhiều đồ chơi hay sao á. Ấy mà khoan từ, tính ra nè mấy bạn nhìn nè, hình như là mình đã ý là ở trong căn phòng này nha, là nó siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ủa Sam, rốt cuộc là do căn phòng này nó siêu to khổng lồ hay là do hai đứa mình biết hành tí hon vậy? Tôi nghĩ là tụi mình biết hành tí hon, không có biết sao không? Nhìn sao? Nè, đầu kia kìa, có bạn búp bê siêu to khổng lồ đâu kia kìa. Trời ơi, tính ra ở đây có nhiều thứ. Ôi, Sam, tôi thấy bên dưới này có ai nè, Sam, xuống. Xuống dưới xem thử, xuống dưới xem thử. Phải đường về đi. Từ để tôi xem coi. Ui Sam ơi, hình như cái này không phải là con người, cái này hình như là con búp bê hay sao á. Oh my god, búp bê Barbie. Rồi Marido nè. Ôi, bên đây cũng có nè. Tôi biết rồi Phạm ơi, tôi biết rồi. Cái này là nhà đồ chơi, nhà búp bê nè, cái nhà này là nhà búp bê chắc luôn. Nhìn nè. Ôi trời ơi bạn ơi. Như vậy có nghĩa là hiện tại mình và Sammy đang bị lạc vào trong thế giới đồ chơi bạn ơi. Trời, như vậy có nghĩa là bọn mình đã bị biến thành những con đồ chơi hả? Bọn mình sắp bị biến thành búp bê hay sao? Không, chịu đâu, tự nhiên tôi biến thành búp bê kỳ vậy, tôi không làm gì đâu. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, không xong rồi. Kiểu này là mình với Sammy là phải tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái gọi là thế giới đồ chơi này mới được. Chứ bọn mình không muốn trở thành đồ chơi đó bạn ơi. Oh no, mà bây giờ làm cách nào để thoát ra ngoài được giờ Sam? Ai biết, giờ hỏi chị búp bê, chị ơi, chị biết chỗ nào ra ngoài không? Ơi, bà có biết nói đâu mà bà hỏi. Tào lao, khoan từ, ở bên đây có cái cục gì nè Sam? Cục Lego hả? Cục Lego. Ui, cái gì vậy? Nó bay lòng tròn vậy? Tôi lụm được nè. Ủa một khoan, lụm được. Ui, có khi nào bọn mình phải gọi là đi kiếm những cái mảnh Lego, những cái đồ này để bọn mình có thể thoát ra khỏi đây không Sam? Tôi biết rồi, cái này là bắt thu thập Lego xong rồi cho mình ra khỏi đây á Phong. Để mình có vụ giao dịch bằng Lego á. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải kiếm Lego, sau đó là ơi ở bên đây nè Sam, tôi thấy ở bên đây là nó có mấy cái đồ gì nè, mấy cái đồ chơi gì nè, chắc là mình sẽ gọi là thu thập mấy cái Lego, sau đó mình sẽ lắp ráp thành mấy cái đồ nè thì mình mới thoát ra ngoài được hay sao á. Trời ơi khó dữ vậy. Trời ơi. Tính ra là ở trong đây cái gì con robot. Ui ơi sao mày nhìn tôi nè. Ui trời, tôi là ngồi lên được con robot lên là Sam. Xịn chưa, nhưng mà con robot này màu hồng, nhìn nam tính quá. Trời ơi, cho tôi, cái này là nam tính này đó, màu hồng nữ tính là cho tôi đó. Trời ơi, đi khỏe vậy đó. Thôi Sam ơi, nhìn ghê quá Sam ơi. Từ để mình đi qua đây mình coi bên đây có gì đâu nha. Ôi trời, Sam ơi, bên đây có con cá sấu nè, không biết có đánh mình ta. Ui, nó quýnh tôi. Ghê quá. Ôi trời, cái đầu này ghê. Ê, không phải biết cái mập mà chọc chọc con trong tay không? Y chang luôn nè, y chang nó luôn. Trời ơi. Chạy. Trời ơi, mấy con này nó nguy hiểm lắm. Sao mày nó quýnh tôi mất quá trời máu luôn nè. Bây giờ tôi... Không. Tôi thấy cái con cục Lego kìa Phong ơi, con cục Lego kìa. Đâu? Cái gà màu xanh, cái đuôi con chó kìa đó. Ok. Để tí nữa mình lên cho coi trong đây có đồ gì không? Đây, cái gì đây? Cái đồ đó mình lên dây cót nè. Trái tim của robot. Em ơi em là ai? Trái tim của robot. Em ơi em là ai? Không cần lên dây cót. Bên em đến ngày mai. Ok, còn này là gì đây? Ui, kẹo và kiếm. Yes. Ok Sam, bây giờ tôi sẽ chia cho Sam một nửa kẹo nè. Phong sẽ lấy hai kẹo, Sam lấy hai kẹo đi. Để Phong lấy cái kiếm này. Làm gì vậy? Cái kiếm này Phong sẽ bảo vệ cho Sam hả? Kiếm này kẹo này làm gì vậy, ăn hả? Kẹo này để ăn chứ để làm gì mà nội. Từ tôi ăn, tôi có hồi máu rồi. Ui được, ăn kẹo này hồi máu được nha. Ok. Rồi. Bây giờ chiến đấu thôi. Qua đây chiến đấu với mấy con cá sấu nè, từ từ. Mấy con cá sấu này mình có đánh nó đi mình lấy đồ được không ta? Tôi nghĩ là không á Phong, tụi mình đi thu thập đi Phong ơi, thu thập đi lấy cái Lego á. Hình như là mấy con cá sấu này mình chỉ có thể đánh nó lực nữa thôi sao mà. Ủa gì đây? Ủa cộng dây thun. Tôi lượm được cộng dây thun rồi. Để làm gì vậy? Ủa có con cá sấu sau lưng bà kia, chạy leo đây, chạy. Kêu hồ. Lên đây. Ui trên này có thêm một cái khối Lego nữa nè. Ok, vậy là hai khối Lego.
Ồ, thôi bây giờ Sammy, tôi với bà chia nhau ra, mỗi người đi một đường kiếm đồ đi. Ok, hợp lý. Okay. Ui, tôi thấy bên này có. Bây giờ là Phong sẽ gọi là dùng Phong, là Phong có kiếm nè. Phong có kiếm nè, để Phong chiến đấu với mấy con cá sấu. Trời trời, mấy con cá sấu lại gần mình. Ây da, ui, nó quýnh mình đâu quá bạn ơi. Chị, có cái hộp gì đây, từ để Phong mở. Ôi, có cái hộp gì nè Sam. Đâu hộp gì vậy? Nguyên cái đầu nếp bực. Ui, bị đông. Oh my god. Ui, trời. Sam. Sam ơi. Dạ. Ở bên đây Phong thấy có mấy con gì tím tím này, nhưng mà Phong nhìn bọn nó là Phong thấy cái mặt bọn nó là Phong biết chắc chắn là nó sẽ là cái gì ta? Vai phản diện nè, tôi chắc luôn. Mà đâu? Mấy cái xấu đuổi. Trời ơi ghê quá. Ui, có miếng chó gì thương nè. Ui, con gì vậy? Phải chó không? Lầm. Oh my god, trời chưa lầm. À đây. Ui, tôi được. Tôi thấy Sam rồi. Sam ơi, cẩn thận. Có cái cục gì nó rớt cái kia kìa. Đây. Cái cục đó mình lượm để mình chế tạo đồ hay sao? Đây, từ để tôi quýnh. Tôi quýnh mấy con này coi. Mình có lấy được đồ ăn từ nó không? Mày. Ui, có cái ghim. Hình như là nó rơi đồ cho mình để mình chế tạo hay sao á. Ok, lượm cục đó đi Sam. Ok. Đây lượm rồi. Bây giờ tôi hết đồ ăn mất tiêu rồi, tôi đang đói bụng quá. Ở cái cục pin nè. Sam pin. Lên lượm cục pin đi, để tôi quýnh mấy con này bên dưới này. Cục pin. À. Ok, trời. Ê, chừng này mày chế tạo được con gì chưa? Ủa, con gì vậy? Ủa, kiểu con nhìn ghê quá vậy. Dân lạc hả? What the hell? Con dân lạc mà nó còn gắn thêm cái gì, cái nhìn như con nhện đó Sam ơi, nhìn ghê quá à. Oh my god, từ tôi quýnh á. Ôi, con này mà ở dân làng nó thề luôn, nhìn ghê luôn á. Nó rớt cái cục pin nè. Ok, là tôi quýnh Sam. Sam quýnh phụ tôi đi. Sam quýnh bằng tay cũng được. Tôi quýnh tay. Đó, nhảy nè, lambada. Nhảy. Ta cùng kêu vũ như điệu mambo nè. Ấm mà la a la ba chap. Ta cùng kêu vũ như điệu mambo. Rồi xong, chết queo rồi. Đó trời. Tôi chết queo luôn. Trời ơi. Tôi quýnh tay mà con chưa bị chết nè. Nó quýnh hội đồng tôi đâu có muốn đâu. Trời ơi, mày. Ok, dạ. Ui, con dân làng này đánh đau lắm nha Sam nha. Nó quýnh tôi một phát mất quá trời máu luôn nè. Thôi, tôi click vào rồi, không ai đụng tôi luôn không? Mày nè, thấy không? Tại vì là tôi đang tắt tiếng game cho nên tôi không nghe được tiếng của nó sau lưng tôi, mà nó tấn công từ phía sau lưng tôi á, cho nên tôi không. Tôi cũng tắt chứ bộ. Đó, tôi quýnh ba con này thấy chưa? Ba. Ôi, Sam ơi, làm gì? Sam. Gì? Tôi thấy có một gì? Cái hang, hình như cái hang này tôi thấy quen nha. Cái hang này giống cái hang trong Tom và Jerry á Sam. Cái hang của con chuột á, bên trong có con chuột thiệt luôn nè. Ui thật hả? Ui chứ em ơi, con chuột siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, nó đuổi tới kìa. Ghê quá. Con này con Jerry đâu rồi, bắt nó đi. Con này ghê quá, từ tôi quýnh phụ tôi. Đây, tôi dùng cái game, tôi chém nó nè. Trời ơi. Ui, có chừng, có cái bẫy. Cái bẫy. Trời ơi, đâu rồi. Cái này là cái bẫy nha, có chừng đập trúng cái bẫy nha. Ok, con chuột. Con chuột của mày. Con chuột. Ok. Ê, vậy là tụi mình là con đó Phong. Mình còn mấy con này là Jerry. Người ta là chuột Jerry. Chuột Jerry chứ chuột Jerry là chuột gì rồi nói. Hình như trên đây mình leo lên để mình kiếm đồ sao. Sam để ý nha, có đồ gì đây nè. Lên từ từ. Đó, tôi lên từ. Ông cứ lên, em lên đi. Ông lên cao lên tìm nha. Có cái bẫy trên đây nè, coi chừng dặm trúng cái bẫy nha. Đâu. Ê, con kia Phao á. Nhảy qua, nhảy qua cái bẫy. Trời. Cái gì vậy? Sao bà nước quá vậy Sam? Trời ơi, may quá liêu. Thôi. Ê, trên kia có cái ghim kìa, bên này có cái ghim nè. Khổ bà ghê luôn á, có mỗi cái gì ta, cái bẫy nhỏ xíu thôi mà Sam qua cũng được Sam nước quá bạn ơi. Nếu mà mình dụ con chuột nó đạp vô cái bẫy sao ta? Lại đây nè chuột. Đánh tao đi. Thì nó sẽ là lên trên đường thôi. Nó bị dính bẫy nè Sam, Mày nè. Mày ngu. Nó bị dính bẫy nó gần chết rồi. Tôi cá chắc nó gần chết đây nè. Mình sẽ chết lâu vậy. Ok. Sao con đây ta? Đánh tôi rồi. Con chuột ngu thiệt luôn á Sam, nó thấy tôi đứng ngay ở ngay kế bẫy mà nó cũng chạy lại chỗ tôi nó bị đâm quá trời luôn. Wow, ta có thể lượm đồ và chế tạo được vũ khí đâu nè. Ủa, con chó nè Sam, để tôi chế thử một con chó bằng đồ chơi coi. Ok. Đây Phong, đây có nhiều và đồ nè. Con khủng long bằng đồ chơi. Ồ, tôi chế được đồ chơi nè Sam. Từ đâu? Con chó đồ chơi là sao? Ôi Sam dễ thương quá Sam, nhìn nè Sam. Ủa đâu vậy? Nó có đi theo tôi không? Nó có đi theo tôi không? Ủa, sao nó không đi theo tôi ta? Hay không? Ta mặc có đồ. Chết, tôi lỡ quýnh rồi. Ôi Sam ơi, tôi lỡ quýnh con chó. Trời ơi, nó chiếu là dè chết queo tôi luôn. Ok, vậy thì bây giờ là mục tiêu của Phong nha. Để có thể, Phong nghĩ rằng là để có thể chúng ta thoát ra được gọi là cái chỗ này á, thì chúng ta cần phải có một cái gì đó giúp chúng ta gọi là leo lên trên cao, nó nhảy ra ngoài cửa sổ. Bay. Ừ. Là cái máy bay này nè Phong. Cái máy bay này nào là được không?
Được chứ. Bây giờ nha, Sammy sẽ chế cái máy bay đi, Phong sẽ chế con robot. Ok, để chúng ta xem coi chúng ta có thoát ra ngoài này được không nha. Ok, đi thôi. Em có bán đồ nè bạn ơi. Em có bán đồ Lego này, bán đồ này anh chị. Cái Lego bán đồ được nè. Ui, được được được. Vậy là bây giờ mình có thể sử dụng khói Lego để mình mua đồ à. Ui, mua được cái kiếm đồ luôn nè. Cái là mình sẽ mua mình cái kiếm đi các bạn. Mua cái kiếm để có cái quýnh quái vật. Đấy, trời ơi, đủ rồi nha. Ủa sao lại được. Đây rồi, tôi chế được cái máy bay rồi nha. Tôi là tôi thấy là gọi là chế mấy cái đồ chơi này là cần nhất hình như là cục pin hay sao á, cho nên tôi sẽ đi lượm thật là nhiều pin. Máy bay rồi nha. Đây, máy bay xuất hiện, thấy chưa? Tôi có máy bay rồi. Bay được không? Bay khoe. Có bay được không? Có bay được không? Không đặt được. Ủa đây đây đây. Wow, trời ơi, máy bay một người lái hai người vô nhìn đẹp quá. Wow, quan trọng là có bay được không bà ơi, bà cứ đứng bà khen cái máy bay của bài. Bay lên sao? Hiểu luôn. Ui, hai con pin nè, trên này có quá trời đồ nè Phong ơi. Lấm mấy. Tôi lấm cho đây, gói bay là đúng kiểu xịn luôn mọi người, khỏi cần bắt cua, trời ơi. Tôi đang ở trên cái bàn máy tính nè, trên đây có quá trời quá vật luôn. Ui, có thun, cần thun không, tôi lấy cho. Tôi không biết nữa, tôi đang đi kiếm nè. Đây, tôi cứ lấm hết. Cái gì ông cần, tôi ông nói tôi cả, tôi là xị lẹ về đồ chơi luôn á Phong. Cái ông dịch này quýnh mình được không ta, từ từ tôi làm thịt dịch ăn coi. Ui, con dịch. Ui, cái con vịt, con vịt nó nghe răng nhìn thấy ghê lắm Sam ơi. Thôi nhìn nó nè. Mấy bạn coi nè, mày trời cái mặt nó nhìn ghê vậy sợ. Ok, để mình giết nó, mình sẽ làm thịt vịt. Mày không mày hả vịt. Ok. Ok. Này, anh này vịt xem video này về kết. Ôi. Anh vịt xem video này và anh vịt sẽ rồi xong tôi bị con vịt giết chết rồi. Con gì thấy ghê vậy, thôi ghê quá, con một hay sao á. Hiện tại thì con robot thì Phong còn thiếu một cục pin nữa thì mới có thể làm được con robot. Pin này tôi có hai cục nè, tôi mới lập nè. Qua đây. Ôi trời. Mày, sao mày cười máy bay luôn xịn vậy? Này, đáp nước an toàn, không lên thử á. Thôi, bà đưa tôi cục pin đi, tôi không thèm cái máy bay của bà đâu. Vậy? Trời, máy bay tôi xịn mà. Tôi làm robot, tôi không cần máy bay của bà. Ok. Đâu, robot ông lại gì nó coi. Đây, quay. Robot của tôi là xịn nhất luôn nha, không phải bình thường đâu. Đây, chế tạo robot nè. Đây, có con robot này tôi có thể đánh nhau với bọn quái vật. Ở bên đây là nó có cái bảng như là hình như là đặt bên đây đúng không? À, đặt ở bên đây. Ui, tôi có con khủng long nè. Ok, robot thử. Khủng long hả? Wow, đây. Trời. Sammy ơi, nhìn tôi ngầu lắm nè Sam ơi. Trời ơi, bạn biết gì không? Sau một thời gian tìm hiểu các kiểu và sau đó giờ mình đã phát hiện ra là con robot này nó không làm được gì hết trơn. Nó chỉ có gọi là bảo vệ cho mình không bị quái vật tấn công, với lại nó giúp cho mình ngầu hơn thôi chứ nó không làm được gì hết trơn. Đây, Phong ơi, sao lớn không nè, đáp xuống nè, cho chơi này mới vui nè. Trời ơi, mấy bay, mấy tưởng nó to xác cái gì của ông rồi lên. Rồi ngưỡng cái đầu lên, đó, đừng có xếp. Trời, đừng có xếp, đó, ngưỡng cái đầu lên thôi, thấy chưa, bay sướng không? À là hướng cái đầu lên trên trời là nó bay hả? Đúng rồi, xong rồi đi di chuột bằng như cái ngón rồi, bằng như bằng phím. Trời ơi, Phong cười mùa quá. Trời ơi. Đây. Ồ. Cái xe xong chưa cái. Ôi, tôi lại được xe rồi nha. Đây. Thôi Sam. Dạ. Đừng có chế cái xe nữa. Bây giờ Sammy chế cái gì ta? Cái máy bay bay thoát khỏi chỗ này luôn. Chế cái máy bay xe ông làm ơi, gì? Mà mình đăng ký để tôi xem review thử hiểu không? Mình trời ơi, thôi. Quá. Hai chỗ Phong ơi, lên xe xem đèo, lên xe xem đèo Phong ơi, lên xe xem đèo Phong ơi. Đây. Đây, giờ lên đây ngồi. Chở hình như vậy? Là chở được có một người à. Lên đi, tôi hai ghế mà, lên thử đi. Đó, chở được có một người à. Rồi, tất gơi luôn nè. Thôi, nói được rồi. Bây giờ Phong nghĩ thế nè Sam ơi, là chúng ta cần phải chế hai cái máy bay thì chúng ta mới có thể bay ra ngoài cửa sổ và thoát được. Chứ bây giờ một mình có chế gọi là robot cái kiểu hình như nó chỉ giúp chúng ta bảo vệ chúng ta thôi chứ nó không có làm được gì hết trơn á. Vô dụng quá. À Sam ơi, tôi hiểu rồi Sam ơi. Sam. Gì vậy? Tôi hiểu rồi, mình muốn điều khiển mấy con này á là mình phải cho nó ăn. Tôi cho nó ăn cái gì đó, cái kỳ gì nè, đó cho nó ăn cái là nó sẽ đi theo mình. À. Hiểu rồi, nó đi theo tôi nè. À, hẹn gì có cái gì cốt là đây lý do đấy hả? Ok, rồi. Cho nhiều. Trời ơi các bạn coi nè, mình có hai đàn em là robot luôn nha các bạn nha. Hơi bị xịn luôn. Ok. Ok, tôi mượn robot xíu nha. Tôi mượn máy bay xíu nha. Bay lên nè, rồi. Robot, thử coi. Tôi sẽ bay về cái hướng cửa sổ bên đây. Tôi thấy bên đây nó có cái cửa sổ đâu, như nè. Đâu, tôi đi thông nè. Trời, cái bay nó ít tầm nhìn quá. Đây, tôi thấy rồi, có một cái cửa sổ ở trong đây. Hình như mình chui ra ngoài đây là mình thắng hay sao á. Ok. Hai em khủng long rồi, vào đây quýnh con này giúp anh coi. Hai em khủng long rồi. Rồi xong. Hai em khủng long bỏ tôi rồi sao. À, ok, rồi,
rồi, tôi biết đường để thoát ra rồi. Chúng ta chỉ cần leo trên cái ống thông gió này, chúng ta chạy ra ngoài được thôi. Ok từ, để tôi về cứu bà đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chế cho mình gọi là cái máy bay nha các bạn nha. Chế cho mình thêm một cái bay, máy bay cho Sam nè. Rồi ok Sam ơi. Có máy bay nè, Sam ơi. Đây, tôi đang đi tàu lửa đây phải không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi chỗ này nha các bạn nha. Ok, let's go. Đúng let's go. Rồi. Rồi, nhỏ nhà quá không ơi, bị nhốt chỗ đây. Tôi không muốn luôn à. Tôi không muốn biến thành đồ chơi đâu. Ok, đây rồi. Đây có hai cái máy bay. Đây, Sam một cái nè. Đây. Ok, tôi một cái. Rồi. Bay bà bay ra ngoài đi, bà bay ra ngoài đi. Ok rồi. Ông khoác đâu. Sam bay đi theo tôi. Bà đâu? Đây, theo tôi bên đây bên đây. Đây, chúng ta sẽ sắp được thoát ra ngoài á bạn ơi. Chúng ta sẽ không còn là một món đồ chơi nữa. Đây, cái con chó này ui, chứ tôi tưởng đây là cái kẻ không ơi. Ôi trời ơi. Đây, tôi dính bay không nè, bay không nè. Chui vô. Ok rồi, tôi qua được rồi. Ây da, coi chừng chết nha. Mình... Bây giờ Sam có đồ ăn hay gì không cho tôi đi. À, tôi chưa mua. Trời ơi, tôi còn có tí xíu máu rồi, chị ơi là chơi. Ai biết rồi, thăm nó sớm. Trời ơi, kiểu này là mình sẽ phải sinh tồn với một ít máu bé tí tẹo thôi bạn ơi, không sao. Không sao, tôi có kiếm đây. Tôi nghĩ là được. Để tôi vô tôi xem đường nào để thoát ra ngoài ra. Coi chừng nha, có mấy cái bẫy nè, có mấy cái ghim, cái gai nè. Mà đụng vô là mất máu á. Từ, đi qua đây coi. Ghê quá. Bây giờ tôi phải cố gắng giữ máu của tôi không để thể nào để tôi chết được. Tôi mà này, chết đứa kiếm cho tôi chém cho, tôi kiếm cho chém trong nước đằng sau thôi. Lỡ không bị gì sao. Ủa, tôi là con trai, tôi phải bảo vệ với bà chứ bà nói gì kỳ vậy. Mấy cái này cần lụm, ta chắc phải cần lụm. Mình về nhà mà. Ui coi chừng, có mấy cái gai nha, có mấy gai nha, coi chừng đạp chúng nha. Cái màu xám đúng khó nhìn luôn á. Bà đạp chúng một cái là bà bị hồi sinh lại chỗ cũ á, là bà khỏi về nhà luôn á. Là tôi phải đi dồn thôi, tôi muốn bay lên, trời khổ lắm mọi người ơi. Ui Sam ơi, tôi tìm thấy được đường ra rồi nè. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ok, đây. Hình như là nhiệm vụ của bọn mình là phải chui ra ngoài đây thì bọn mình mới chiến thắng được hay sao. Ok, quay lại lấy cái máy bay. Chở đây. Tôi còn có chui được. Tôi còn có một ít thức ăn rồi, trên tôi đi chậm quá. Trời ơi trời. Đây để tôi đi nhanh cho. Này tôi giúp không? Tính là hai đứa mình ai cũng đói với nhau mà, thiệt luôn á, nhốt. Bị nhốt trong đây không có một tí đồ ăn nào luôn. Ok rồi, tôi lấy máy bay, tôi bay vô. Đi Sam đi. Đây. À da da. Cái máy bay tung cái đầu tôi vô cửa này. Gì vậy? Chết queo rồi. Ok rồi, mình đã rồi lên lại chỗ này rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng. Cúi đầu không ơi, đừng có okay, ngửa lên trời. Rồi, cứ đến nơi trên này nè, đến nè. Chỗ này. Đâu. Tôi mắc tôi nhờ anh ơi, trên đầu ba. Đây. Rồi, bay lên là được, bay lên là được. Wow. Bay lên đi. Phải hợp ơi. Trời. Cái máy bay của tôi bị dính lại. Ok rồi, được rồi nè. Yes. Thấy mặt trời. Oh my god. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thoát ra ngoài được rồi. Về nhà ăn cám xe, ăn thịt nướng, BBQ, ăn bò khô thôi. Đói. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như là trong tập này mình và Sammy đã có thể thoát ra khỏi được cái thế giới đồ chơi quái quỷ này rồi bạn ơi. Nó nhốt mình ở trong cái thế giới này thề luôn á, khổ ghê luôn á, không có đồ ăn mà còn gặp quái vật nữa. Nhưng mà không sao, cuối cùng mình cũng đã thoát ra được rồi. Rồi ok, và anh em có cảm thấy thích video này hay không nào? Nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Và anh em có thích gọi là những cái video mà mình quay show cam với nhau như thế này hay không? Thì anh em hãy đừng quên bình luận lại bên dưới và hãy để cho video này đạt được khoảng 10.000 like đi. Nếu như video này đạt được 10.000 like thì những video sau mình sẽ quay gọi là show cam cùng với Sammy như thế này nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye, bye.